Bộ Y tế vừa có công điện nhắc 12 địa phương về tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 gồm Điện Biên, Hà Nam, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Cần Thơ, Bến Tre, Kiên Giang, Bạc Liêu, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Cà Mau. Cụ thể, Bộ Y tế đề nghị lãnh đạo các địa phương chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp nhận và triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phân bổ đợt 146 và 147. Vaccine có hạn sử dụng đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Theo báo cáo của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, một số địa phương vẫn chưa tiếp nhận hết số vaccine được phân bổ hoặc có văn bản đề nghị không nhận vaccine hoặc điều chuyển vaccine đã được phân bổ, mặc dù số vaccine được phân bổ chỉ đáp ứng 30% nhu cầu tiêm chủng mũi nhắc lại của các địa phương. Để tăng cường công tác tiêm chủng nhằm đạt các mục tiêu tiêm chủng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị các địa phương khẩn trương tiếp nhận và triển khai tiêm chủng đối với số lượng vaccine được phân bổ đợt 146 và 147 theo quyết định số 443. Ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, bảo đảm sử dụng vaccine hiệu quả, không để hủy bỏ vaccine, tránh lãng phí. Đồng thời tiếp tục rà soát đối tượng, tăng cường truyền thông và chỉ tiêu tiêm chủng cho từng quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, từng xã, phường, thị trấn và thực hiện các biện pháp khác để đẩy mạnh việc tiêm mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, tổ chức tiêm mũi 4 cho đối tượng cần tiêm chủng theo công điện số 702 ngày 24 tháng 5 năm 2022. Và công điện số 710 ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Bộ Y tế. Đặc biệt, địa phương nào không tiếp nhận đủ vaccine sử dụng để tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và không rà soát đủ đối tượng thuộc diện phải tiêm để xảy ra dịch tại địa phương, thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Theo Bộ Y tế, địa phương chưa tiếp nhận hết số vaccine được phân bổ, gồm Điện Biên, Hà Nam, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Cần Thơ, Bến Tre, Kiên Giang, Bạc Liêu. Địa phương chưa tiếp nhận vaccine phân bổ là Thanh Hóa. 4 địa phương đề nghị điều chuyển vaccine với số lượng lớn gồm Thanh Hóa, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Cà Mau.